xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị em cùng các bạn đang xem những video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn. Thì ở những giây phút đầu của video thì Tuấn mong muốn được gửi đến tất cả mọi người những lời chúc sức khỏe, tất cả mọi người bình an hạnh phúc. Chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã chọn video của Tuấn để xem giải trí. Thì nhà của Tuấn đã xong giai đoạn đầu là đổ trụ rồi. Nhưng buổi tối ngày hôm nay thì Tuấn với lại ba đang làm cái khâu sáo mấy cái trụ của cái hố đất để cho nó cũng cho nó kín đất nha mọi người. Không mai này lên từ lên đồ thì mấy cái lỗ này nó sẽ hỏng xuống, tại vì lúc mình múc cái lỗ nó cũng khá là lớn. Thì lúc khi chiều thì Tuấn cũng tranh thủ làm được mấy trụ ở phía đằng sau này rồi. Thì Tuấn xin được nhắc lại cho những ai quan tâm nhà của Tuấn xây kích thước thế nào. Thì nhà của Tuấn dự định làm dự án lần này là chỉ có xây một cái khung phòng nhà bếp đây, nhà cầu toilet đằng sau này, lại một cái phòng ngủ lồi lên phía đằng trước kia nha mọi người. Đúng như chung do Tuấn chưa có số tiền lớn để mà làm hoàn thiện cái ngôi nhà được thì làm tạm thời như thế thôi. Phòng bếp này thì rộng ngang này được 6m6, còn rộng chiều dọc này á là được 5m nha mọi người. Phòng tắm vệ sinh toilet rồi là 3m3, phòng ngủ kia cho mình chỗ trên kia là 3m. Đây Tuấn quay lại này, 6m6. Chiều về thì Tuấn cũng xào đất được mấy lỗ phía đằng sau này rồi. Tổng số trụ như đây thì được khoảng 13 trụ nha mọi người, chính xác 13 trụ. Còn lại đâu khoảng 2 trụ đằng trước này nữa là xong rồi, 2 trụ phòng ngủ. Rồi bắt đầu những ngày tiếp theo đội ngũ thầy thợ sẽ trở lại làm những cái giai đoạn tiếp theo. Xây bắt đầu xây lên cái tường, xây cái tường gạch cái đá, bắt đầu mới đổ móng gọi là dàn nha mọi người. Đó. Tối hôm nay thì Tuấn ban ngày thì Tuấn bận đi phụ làm hồ cho những đội ngũ thầy thợ đó, vì ban đêm thì tranh thủ quay chút ít thời gian của nhà mình đang tới đâu rồi cho gửi đến chia sẻ một chút niềm vui đến tất cả mọi người mình cùng biết. Rồi mình tạm dừng video này ở đây đi. Những lúc lần trỗi Tuấn lại tranh thủ thời gian ra để quay tiếp cho mọi người mình cùng coi. Như Tuấn quan sát cũng như là một số người quan sát đánh giá là cách thức mà làm trụ của năm nay là thấy rất là chắc chắn dàn trụ khá là dày, chắc chắn. Làm theo cái dàn trụ kiểu hiện đại nhà mọi người, chứ không có làm kiểu trụ móng như là cổ điển ngày xưa nữa. Đó, mình tạm dừng ở đây thì sẽ cập nhật những cái giai đoạn tiếp theo của nhà mình tới đâu để cho gửi đến chia sẻ đến tất cả mọi người mình xem. Rồi tối hôm nay Tuấn đang thực hiện cái khâu tưới gạch nha mọi người, để chuẩn bị cho những viên gạch chắc chắn tốt nhất cho ngôi nhà của mình. Đó. Tưới từ trên bàn cửa sổ tới xuống. Đó. Tưới nó đậm vậy đó. Hai đống gạch tưới từ trên đầu tới xuống nha mọi người.
Tuấn bây giờ sẽ lấy hai viên gạch tươi kiểm tra cho tất cả mọi người chúng ta xem từ khi mà tươi nước nó ướt thì nó có chắc hơn không nha. Tại vì cái loại gạch này Tuấn lấy từ một cái nguồn ở gần ở nơi xào của Tuấn ở trên xã Đạ Lây á, không chắc bằng những cái chỗ khác nha mọi người, cho nên Tuấn mới thực hiện cái phương pháp tưới cho nó hút nước cho nó khô này, nở hơn chút xíu nữa, không mà không tưới nước là nó giòn khấy à. Đó, đúng rồi, trên đống gạch lớn như này cần cho nó tưới cho nó khô, tưới cho nó ướt, cho nó thấm nước vô, càng thấm nhiều càng tốt. Đó, mình có một cái chất lượng làm nhà thật là tốt nha mọi người. Đó, tưới ướt đậm như vậy nha mọi người. Bây giờ tưới đậm như vậy, có tự tin gạch của mình nó sẽ chắc hơn. Các cái câu hỏi tiếp theo để mình lên cho một cái ngôi nhà nó thật là chắc chắn nha mọi người. Đó, đang chờ rồi, đang trụ lên nó đất đai đang chờ. Chiều hôm nay nhà của Tuấn bắt đầu là xây cái móng bao nền nha mọi người. Mấy ngày qua thì chuẩn bị đất đai rồi xong rồi. Thì này mấy chú thợ bắt đầu tập trung xây bao hết cái móng này tới bề mặt của cái trụ. Chiều hôm nay thì có 3 chú thợ thôi. Đâu thì Tuấn dành một chút thời gian ra quay để chia sẻ một chút niềm vui của mình gửi đến tất cả mọi người. Chào ngày mới tất cả mọi người. Thì như vậy là cái nhà nhỏ của Tuấn cũng đã làm xong tới cái khâu gọi là xây bao móng rồi nha mọi người. Đó thì chiều hôm qua thì Tuấn vừa phụ hồ cho các chú thợ hồ vừa quay một chút cho mọi người mình xem tới công đoạn đó thôi, chứ còn Tuấn vừa làm thì không có nhiều thời gian để mà tiện quay cái video hẳn hoi cho mọi người mình xem được. Sáng hôm nay thì Tuấn dậy sớm để mà tưới nước lên cho cái nền gạch móng của mình cho nó được chắc hơn nha mọi người. Đó, cứ tưới như vậy để cho nó thấm nước, cho nó
chắc gặp. Thì sáng hôm nay sẽ đi mấy cái nhà khác để đổ dặn, gọi là đổ chân móng, đổ móng nha mọi người. Sau đó đội nhóm thầy sẽ quay lại nhà Tuấn làm cái đổ cái chân móng sau. Đó. Thì nhà của Tuấn tới khâu này rồi thì Tuấn cũng muốn chia sẻ một chút niềm vui của mình đến cho mọi người còn biết thôi. Thì đến hồi kết của video này thì Tuấn xin được chân thành cảm ơn đến những cô chú anh chị em, bạn nào đã dành một chút tình cảm mình ra để xem ủng hộ video của Tuấn. Giờ Tuấn sẽ kết thúc video rồi sẽ cập nhật những cái tình hình của những ngôi nhà của mình ở những cái giai đoạn tiếp theo rồi đến cho tất cả mọi người mình xem. Xin chào tất cả mọi người.